cách dài hạn mà không cần cũng sao. Có lúc trời nắng, lúc mưa, người có lúc may mắn hoặc xui xẻo. Nhưng không có cái gì tự dưng sinh ra hay mất đi, tất cả đều có lý do của nó. Theo định luật bảo toàn năng lượng, khi ta dùng một lực ném quả bóng vào tường, tường sẽ trả quả bóng về phía ta do một phản lực từ bức tường bằng với lực ném của ta. Nếu không ném quả bóng vào tường thì làm gì có quả bóng nào tự dưng bay về phía ta. Nếu bạn muốn giải hạn thì đây là bốn điều mà bạn làm chắc chắn sẽ hiệu nghiệm mà không cần phải thầy bà nào cũng sang giải hạn cả. Bạn là thầy của chính bạn. Điều thứ nhất, ăn năn. Ăn năn về tất cả những suy nghĩ, lời nói, hành động vô ý thức hoặc cố ý mình biết hoặc không biết đã làm tổn thương cho người khác hoặc loài vật. Bạn biết đấy, đụng vào điện là điện giật, bất kể bạn có biết đó là điện hay không. Cho nên không biết vẫn có tội. Rất may là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Mà dù có đánh thì cũng nhẹ tay khi người có lỗi biết ăn năn và hứa sẽ bù đắp. Luật pháp cũng có khoan hồng cho những ai tự nhận lỗi trước khi bị vạch ra. Thứ hai, bù đắp. Khi tâm mong muốn bù đắp cho những ai vì mình mà tổn thương, sau đó tích cực làm nhiều việc thiện và hồi hướng công đức cho họ và cho cả những người thân của họ. Một cốc nước mặn bỏ thêm muối thì sẽ mặn hơn, nhưng đổ thêm nước vào thì sẽ nhạt dần. Giải hạn cũng như vậy. Tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Ai cũng có lỗi lầm. Bạn không tha thứ cho lỗi lầm người khác mà muốn được trời đất tha thứ là vô lý. Biết ơn. Dù gặp may mắn hay xui xẻo thì bạn phải nhớ rằng đó là nhân quả của bạn, nó dành cho bạn. Người có thể nhầm lẫn nhưng luật trời không bao giờ nhầm lẫn. Khi may mắn, hãy biết ơn trời đất đã giúp cho những việc thiện mà bạn đã gieo nay thành quả ngọt. Khi xui xẻo, hãy biết ơn vì rất may là đã không tệ hơn. Cầu cho cộng đồng cùng thức tỉnh, không sát sinh để cúng tế vớ vẩn, không lãng phí vào những việc mê tín dị đoan. Hãy lan tỏa video này để cùng làm một việc thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế giới tâm linh còn bao nhiêu điều chúng ta chưa hiểu và biết đến. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta có bao nhiêu kinh nghiệm quý báu mà các thầy đã truyền lại. Mỗi ngày là một bài học mới. Con người khỏe mạnh bình thường sẽ có 3 hồn 7 vía đối với đàn ông và 3 hồn 9 vía đối với phụ nữ. Những người từ bé đã bị chấn thương tâm lý quá nặng, bị đánh đập, bị bỏ rơi, bị hù dọa, bị chọc phá thường xuyên, bị hiếp dâm, ấu dâm, quấy rối tình dục bằng cử chỉ, lời nói, chứng kiến cảnh bố mẹ đánh đập, cãi nhau, ly hôn từ bé, chuyển chỗ ở khi còn quá nhỏ, thậm chí bị vong hù dọa, xem phim ma, phim kinh dị khi còn quá bé, đều là một những nguyên nhân gây nên hiện tượng tổn thương đứa bé trong mình hồi nhỏ. Và nguy cơ bị văng mất vía rất cao. Thậm chí văng mất một hồn, ba hồn sẽ trở nên ngơ ngác, ngơ ngáo, không thể tập trung học hành, làm việc, quên trước, quên sau, đầu óc lơ đễnh. Có những ca khách mình đã từng tiếp xúc, linh hồn của người đó từ khi sinh ra đã yếu, thể xác hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng vì linh hồn yếu, với việc bị tổn thương tâm lý nặng từ bé, inner kin, khiến cho hồn vía không còn nguyên vẹn nữa. Từ đó, đi tới đâu gặp vong mạnh là y như rằng bị chiếm xác, não chỉ hoạt động 50%, 50% còn lại là do vong điều khiển. Y học hay dùng từ thần kinh phân liệt cho hầu hết các ca này. Nhưng nếu bị thần kinh thật thì người đó sẽ hoàn toàn mất ý thức 24/24, chứ không phải lúc nào cũng tỉnh lúc mê và hoàn toàn không trả lời được những câu hỏi mà người đối diện đưa ra. Chúng ta cần phải tỉnh táo phân biệt điều đó. Xém tí là có những đứa trẻ bị đưa vào trại tâm thần một cách oan ức vì những người xung quanh, gia đình không phân biệt được điều này.
Có những ca gia đình đưa đứa trẻ vào chùa trong khi bản thân bé đã thuộc dạng linh hồn yếu từ bé. Một thể xác nhưng có tới 5-6 vong nhi mạnh trong chùa đi theo và thay phiên nhau chiếm 50% xác của bé. Nghĩa là não bé chia ra làm hai phần, một nửa là do bé điều khiển. Vẫn phân biệt được ai là người thân của mình, ai là người lạ, vẫn biết chọn món mình thích ăn, vẫn dạ thưa ngoan ngoãn. Nhưng 50% não bộ còn lại ra 5-6 vong nhi kia thay nhau nhảy vào nhảy ra điều khiển. Cho nên mới có hiện tượng bé bị nhức đầu chóng mặt, ăn là ói, không học hành gì được. Lúc thì rất ngoan, dạ thưa đàng hoàng, lúc thì bướng bỉnh trả lời cộc lốc và kêu không nghe. Những đứa trẻ này trong suốt quãng đời sẽ gặp mấy lần kiếp nạn như vậy nữa. Mình có hướng dẫn chính miệng người bị vong nhập phải đọc thần chú Om Mani Padme Hum. Một lần người đó đọc bằng 100 lần người thân đọc dùm. Đây là biện pháp chữa cháy tạm thời để bé dần tỉnh táo lại. Còn về lâu dài muốn chữa dứt điểm, phải thay mặt gia đình chủ kết nối với sự cầu xin sự giúp đỡ của ông bà gia tiên, cửu huyền thất tổ của gia đình đó. Chỉ có ông bà gia tiên của nhà đó mới biết chính xác cần phải làm gì để cứu được con cháu của mình. Mỗi ca sẽ có một cách cứu khác nhau do chính ông bà nhà đó hướng dẫn. Mình chỉ là cầu nối để giúp thông dịch lại những gì gia tiên nhà đó hướng dẫn. Đồng thời, mình cũng cầu xin sự giúp đỡ của các thầy và các đấng để giúp những ca khó này. Có đức tin đầy đủ là khó cách mấy, chúng ta cũng giúp xoay sở được. Những bài chú nên mở nghe thường xuyên mỗi ngày rất tốt. Thần chú Om Mani Padme Hum, chú Đại Bi. Câu thần chú ốm này có lực phát ra rất mạnh. Mình khuyến khích mọi người nên nghe các bài chú bằng tiếng Phạn vì lực của người đọc rất mạnh.